Trung Cớm và Ác Quỷ 2019. Trên nền nhạc chiêu chiêu, một người đàn ông lái con xe mệt màu trắng ngắm nhìn đường phố náo nhiệt. Khi đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ thì xảy ra va chạm với con xe đen đi đằng trước. Do lái nhanh phanh gấp nên xe trắng đã đâm móp đít con xe đen. Ông chú này vốn tính cẩn thận nên phải xuống chụp ảnh ghi lại bằng chứng để còn nhận tiền bồi thường. Nhưng nháy chưa xong thì bất ngờ bị người đàn ông đi xe trắng lao đến xiên cho nhiều nhát đến chết. Để ra ngoài mà chẳng may xảy ra va chạm ở đường vắng thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt cho nó bảo toàn tính mạng anh em ạ. Thời sự bắt đầu đưa tin thời gian gần đây liên tiếp có các vụ giết người và mất tích nhưng phía cảnh sát thì không tìm ra được gì. Đúng lúc đó anh cảnh sát lại nhìn thấy một đám người giang hồ đang gây sự giữa đường phố. Anh tiến đến và đòi vào trong kiểm tra nhưng bị mấy tên đàn em ngăn lại. Bọn chúng còn đút lót cho anh ít tiền uống nước thế mà vẫn bị anh đạp cho mấy phát mới cay chứ. Bên trong cũng chỉ có nhóm người ngồi chơi game thôi mà anh cảnh sát cứ phải làm căng. Khung cảnh chuyển sang ông chú béo tốt sam trổ đầy mình đang biểu diễn đấm bao cát cho mọi người xem. Đàn em vào thông báo tên cớm đó lại đến phá việc làm ăn của mình rồi anh ạ. Xem ra đại ca lại phải đích thân ra mặt rồi. Trước khi đi còn thả cái bao cát xuống, bên trong là người đàn ông bị đấm cho máu me be bét chứ không phải các nhà quý vị. Đại ca gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát yêu cầu ông ta hãy dạy bảo lại cấp dưới đừng để đến quán gây sự nữa đi. Nhưng anh cảnh sát kia đếch quan tâm mà vẫn bắt một tên đàn em về vì tội đổi thưởng bất hợp pháp. Anh còn bắt hắn phải chờ đến hiện trường vụ án đang phải xử lý nữa chứ. Đây là hiện trường vụ án mạng ở đầu phim nha mọi người. Theo điều tra ban đầu thì nạn nhân chết do mất quá nhiều máu hoặc do bệnh tim tái phát. Anh cảnh sát tìm thấy vết xước va chạm sau đuôi xe và phỏng đoán có thể là một vụ giết người. Đại ca Giang Jong Su đến gặp một chùm xã hội đen khác để thỏa hiệp chung sống hòa bình. Cả hai nước sông không phạm nước giếng ảnh hưởng đến địa bàn làm ăn của nhau. Thế nhưng bên kia có vẻ không mấy hợp tác còn đánh lại đàn em bên đại ca Giang. Cứ nghĩ người ta dễ ăn hiếp lắm hả anh Giang? Không một động tác thừa, anh Giang đứng dậy dùng tay bẻ gãy lại răng tên đàn em bên kia luôn. Giờ thì mới chịu ngoan ngoãn chung sống hòa bình đấy. Cảnh sát điều tra ra nạn nhân là người đàn ông 46 tuổi, không tiền án tiền sự hay gây thù chuốc oán với ai. Ông ta chết do mười mấy vết đâm trên người mà hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Anh cảnh sát Dung cho rằng ba vụ giết người gần đây nhất có thể do một hung thủ gây ra, bởi nạn nhân đều bị dao đâm chết và miệng vết thương là cùng một loại dao gây nên. Đây rất có thể là vụ án giết người liên hoàn, nhưng đội trưởng thì phủ nhận cho rằng anh kết luận vậy là còn quá sớm. Anh Giang đàm phán xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm vì ngoài trời đang mưa rất lớn. Đang di chuyển thì bị một chiếc xe húc vào đít, chính là tên sát nhân ở đầu phim nha anh em. Hắn lại dùng phương thức cũ để gây án giết người. Trong lúc anh Giang không để ý quay lưng đi, hắn đã lao tới đâm anh nhiều nhát. Nhưng vì là đại ca lăn lộn bao năm có võ công đầy mình nên anh Giang cũng né được kha khá vết đâm chí mạng. Dù bị đánh lén bất ngờ mất khá nhiều máu nhưng anh Giang cũng tẩn cho tên sát nhân lên bờ xuống ruộng. Biết lần này nạn nhân có vẻ khó nhằn nên hắn vội lên xe đâm anh Giang một phát rồi bỏ chạy. Trong lúc đại ca được đưa vào viện cấp cứu thì đám đàn em cứ tưởng hung thủ là bên phía băng đảng đối đầu nên cả bọn xông phi lên đánh đấm trả thù cho anh Giang. Tên sát nhân cũng bị nhiều vết thương trên người đang tự sơ cứu tại một trang trại chó. Khi hắn định giết chó xả giận thì chủ trại đi đến dọi đèn kiểm tra và thế là ông ta phải lên thớt thay con chó. Anh Giang tỉnh dậy thì khẳng định kẻ đâm mình không phải người trong giới xã hội đen. Cách hắn ra tay không giống những tên anh đối đầu trước kia. Cảnh sát Dung đến viện thăm nhưng mục đích là hỏi anh Giang xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, bởi cách hung thủ gây án vẫn quá giống nhau. Nhưng hai người này vốn đâu ưa gì nhau, chỉ cà khịa mấy câu để xem ai tìm ra tên sát nhân trước. Hết anh cảnh sát thì lại đến đại ca heo bên băng đảng đối đầu đến cà khịa anh Giang. Ông ta nói hãy bồi thường tiền viện phí cho anh em tôi vô duyên vô cớ bị người của anh đánh đi. Mang tiếng là trùm xã hội đen có tiếng mà lại bị tên nào không rõ đâm lén ư, người ta đã bị thương còn đến chọc tức vào thêm. Cảnh sát Dung về đồn xin đội trưởng cho phép mình thụ lý mấy vụ án mạng này. Anh vẫn cho rằng đây là kẻ giết người hàng loạt chứ chả có tên điên nào dám động vào đại ca xã hội đen cả. Anh xin phép sếp bắt đại ca Giang về thẩm vấn vì rất có thể đã trông thấy mặt tên sát nhân. Tên hung thủ tiếp tục ra tay với những nạn nhân tiếp theo trong khi anh Giang cũng đang cố nhớ lại khuôn mặt kẻ đâm mình. Khỏi phải nói, ông mà bắt được thì ông tùng xẻo mày lên. Tên sát nhân cao gầy có mái tóc dài và khuôn mặt nhọn góc cạnh mà hình như cứ gặp ai ngứa mắt là hắn xin luôn. Hắn cướp một chiếc xe tải rời khỏi hiện trường nhân tiện xin luôn mạng người tài xế. Hung khí là con dao có dính máu vô tình bị rớt xuống ven đường. Cảnh sát Dung ngày nào cũng đến bệnh viện tìm anh Giang làm phiền. Nói vụ này do tên biến thái giết người hàng loạt, hãy hợp tác với tôi để nhanh chóng bắt hắn ngồi tù. Nếu không sẽ có rất nhiều nạn nhân khác phải bỏ mạng oan uổng. Mà bên phía anh Giang từ ngày phải nhập viện đã có nhiều lời đồn ảnh hưởng đến việc làm ăn. Phải nhanh chóng tìm ra hung thủ để lấy lại danh tiếng. Đàn em đi tìm kiếm thông tin thì đã nhặt được con dao hung khí ở ven đường. Đại ca Giang quyết định hợp tác với cảnh sát Dung để có thể lấy lại danh tiếng nhanh chóng. Anh nói đã tìm được chìa khóa xe của hắn tại hiện trường người tài xế xe tải bị giết. Từ nay anh sẽ phụ trách cung cấp nhân lực, chi phí và cung cấp thông tin để tìm ra sát nhân. Và với điều kiện là ai bắt được hắn trước thì người đó xử lý. Tức là cảnh sát mà không cho hắn phải ngồi tù trước thì anh Giang sẽ chôn sống hắn luôn. Cảnh sát Dung mang theo chân dung phác họa tên sát nhân và bắt đầu liên kết 5 vụ án mạng gần đây nhất lại. Ý định của anh là sau khi lợi dụng xã hội đen bắt hung thủ xong thì tóm luôn anh Giang. Còn bên phía xã hội đen cũng vậy, tóm lại là đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Mà để cho tập trung được vào kế hoạch thì anh Giang muốn xử gọn tên lắm mồm đại ca heo bên băng đảng đối đầu trước. Còn phía cảnh sát sau khi nhận được chiếc xe màu trắng của sát nhân bỏ lại từ bên anh Giang đưa thì cũng rất cố gắng. Họ xăm soi từng ngóc ngách xem hung thủ có để lại dấu vân tay hay cọng lông nào không đó mà.
Anh Dung đến nhờ cô bạn cảnh sát tra xem dấu máu và vân tay anh tìm được này là của những ai. Kết quả DNA đều của nạn nhân các vụ giết người gần đây. Quan trọng nhất, con dao giết tên đại ca xã hội đen heo cũng dính dấu máu các nạn nhân khác. Có thể kết luận đây là vụ giết người hàng loạt do cùng một người gây ra. Anh cảnh sát đến tìm đại ca Giang không nói không rằng đã lao vào đánh đấm. Nhưng yếu còn ra gió, anh có phải đối thủ của trùm xã hội đen đâu mà tinh vi. Anh Giang trước câu hỏi của cảnh sát thì cũng thừa nhận luôn việc mình giết đại ca heo và đổ tội cho tên sát nhân. Thời sự đưa tin rầm rộ về các vụ giết người gần đây và vụ đại ca xã hội đen bị giết đều do một người gây ra. Tình trạng báo động được đưa ra, người dân ra đường phải hết sức chú ý cẩn thận. Các tổ trọng án cũng nhanh chóng được thành lập để phá án, xoa dịu dư luận. Lúc này tên sát nhân thật sự cũng đã xem TV. Hắn lẩm bẩm là không phải do tôi làm, đừng có mà bịa đặt. Ý hắn là cái chết của đại ca xã hội đen là không phải do hắn nhúng tay vào đó. Vì bị đổ oan nên hắn còn dám mò đến tận đám tang đại ca heo và lén lút đưa cho tên đàn em thân cận mẩu giấy ghi dòng chữ: có người đã dùng dao của tôi để giết đại ca heo. Cảnh sát Dung và anh Giang đang tiếp tục xăm soi xem trên xe tên sát nhân bỏ lại có thêm dấu tích gì hay không, thì đột nhiên đàn em của đại ca heo đã chết xông vào rất đông. Có lẽ sau khi đọc được mẩu giấy kia nên khiến bọn chúng muốn đến trả thù cho chủ. Hai bên xông phi vào chém giết nhau loạn xạ, làm hỏng bao nhiêu máy chơi game xung quanh. Đúng là phí của quá cơ, nhưng không biết đông thế này có địch lại nổi không. Cảnh sát Dung có vẻ yếu thế, may mà đại ca Giang tay không tấc sắt, đánh cho thằng nào thằng nấy méo hết mồm. Tên đàn em thân cận tính lao vào đâm chết kẻ giết đại ca mình thì không may lại bị đâm ngược lại. Anh Dung hoảng hốt tính cầm máu cho hắn thì anh Giang nói: hãy rời khỏi đây đi để tôi xử lý. Nói rồi anh sai người chôn hết những cái xác tại một công trình bỏ hoang để tránh lớn chuyện. Cũng trong khoảng thời gian đó thì tên sát nhân đã tranh thủ ra tay với nạn nhân tiếp theo. Phía cảnh sát hết sức đau đầu vì bao nhiêu ngày trôi qua vẫn không tìm thêm được manh mối nào. Cảnh sát Dung được giao nhiệm vụ mới về việc nạn nhân bị bắt cóc. Trong lúc đang hỗ trợ nạn nhân đến giao tiền chuộc thì cảnh sát Dung bắt gặp một kẻ khả nghi đang theo dõi mình. Cả đám bắt đầu truy đuổi qua các con hẻm nhỏ, vừa đi vừa kêu đứng lại. Ủa, kêu đứng lại thì người ta đứng lại cho các ông bắt hả? Sau khi để mất dấu kẻ khả nghi thì các anh về truy hỏi bà chủ quán cơm sao lại cầm túi tiền đó. Bà ta bảo được một người đàn ông cho tiền, nhờ cầm hộ túi đó thì cầm thôi chứ sao. Bà ta cho biết người đàn ông đến ăn và uống một chai soju của hãng Jinro, mà cái chai đó bà ta bán sắt vụn luôn rồi. Thế là cả bọn phải đến chỗ thu mua phế liệu tìm cái chai có hiệu như miêu tả. Trông có khác gì mò kim đáy bể không cơ chứ. Cô cảnh sát tra đến đưa cho anh Dung mẫu mới tra ra vân tay trên vô lăng của chiếc xe trắng. Lần mò đến địa chỉ thì bà chủ trọ cho hay anh ta rất ít khi có mặt ở phòng trọ. Đó là thanh niên có vẻ hiền lành, là một tín đồ cơ đốc trung thành. Dấu vân tay hắn để lại trên vô lăng cũng khá đáng nghi. Hắn vốn có thể lau sạch nó nhưng lại không làm. Anh Dung kiểm tra phòng một lượt thì không có gì đáng nghi, nhưng vô tình đã nhìn thấy một tấm ảnh. Bức ảnh chụp chân dung một gia đình thì phải, đặc biệt là có người đàn ông rất giống với bức vẽ phác thảo. Đại ca Giang đang ăn bữa cơm có vẻ như không mấy vui vẻ cho lắm thì cảnh sát Dung gọi điện đến. Họ đã cùng nhau đến đồn để phân tích về tên sát nhân. Hắn tên Cang, 35 tuổi, bị bố ngược đãi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có tiền án. Có bà mẹ già đã 70 tuổi và thường xuyên gọi điện liên lạc với nhau. Đang phân tích thì một người cảnh sát nói vài câu xúc phạm đại ca Giang. Thế là hai bên lao vào ăn thua đủ, mãi khi cảnh sát Dung can thiệp mới chịu thôi. Giờ đã xác định rõ danh tính kẻ thù ác, 500 anh em đã được tập hợp sẵn sàng lên đường. Bắt một thằng sát nhân gầy gò thôi mà huy động lực lượng như vây bắt trùm khủng bố ấy anh em ạ. Bọn họ lùng sục khắp các ngõ ngách phòng trọ, nhà nghỉ, chợ, bến cảng và những khu vực công cộng khác. Các quán bar, tiệm game, tạp hóa cũng không bỏ sót. Mọi người ngày đêm gió giết truy tìm nhưng dường như chưa có thông tin khả quan. Tên sát nhân chết tiệt rốt cuộc trốn đâu mà kỹ thế không biết nữa. Trời mưa lớn, anh Giang đợi cảnh sát Dung đến đón thì bắt gặp một cô bé học sinh đang đứng đợi xe bus. Thấy cô bé đứng đầu trần mưa ướt nên anh Giang đã tốt bụng nhường ô của mình cho cô. Phải nói đại ca Giang mặc dù là trùm xã hội giết người không chớp mắt nhưng cũng có điểm tốt đó nha. Nợ oán phân minh rạch ròi rõ ràng, sau một thời gian hợp tác cùng nhau thì giờ đây cảnh sát đã chơi thân với xã hội đen luôn rồi. Có người còn muốn kết giao tham gia vào băng nhóm sống cuộc đời thoải mái anh em tình nghĩa. Cả bọn ăn uống hát ca say sưa thì bỗng nghe bản tin thời sự đưa vụ nóng. Có một cô bé nữ sinh cấp 3 đã bị sát hại bằng dao một cách dã man, nghi ngờ là do hung thủ hàng loạt gần đây gây ra. Anh Giang nhận ra cái ô ở hiện trường chính là của anh đưa cho cô bé học sinh ấy. Máu điên sục sôi lên, cả bọn lại nháo nhác đi tìm thằng khốn sát nhân. Và lần này cuối cùng họ đã may mắn tìm ra dấu vết của hắn. Tất cả phục kích trên dưới bao vây tứ phía nhằm chờ con mồi xuất hiện. Hắn lái một con xe màu trắng từ từ tiến vào thì lập tức bị anh Giang tông thẳng. Thằng chó này, tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Xe cảnh sát Dung cũng bám sát nút để mong sẽ bắt được hắn trước. Cả hai cứ thế ép xe tên sát nhân vào giữa yêu cầu hắn dừng lại. Không may phía trước lại có vật cản nên sát nhân đã vô tình rẽ ngang thoát được. Sau một hồi truy đuổi thì ba chiếc xe đâm nhau. Tên sát nhân tranh thủ mọi người còn đang choáng váng đã nhanh chân chạy mất. Đàn em anh Giang vội đuổi tới thì bị hắn xiên cho chục nhát phải lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Đại ca Giang điên tiết thề sẽ trả thù cho người anh em. Lần theo dấu máu anh đã tìm được đến một phòng hát karaoke. Lùng sục từng phòng nhưng không thấy mặt mũi hắn đâu. Cuối cùng chỉ còn khu nhà vệ sinh, quả nhiên là hắn trốn trong đó. Anh Giang đá nhẹ một cái cánh cửa đã đổ sập rồi đấm hắn sưng vù mặt mày. Để cho dễ bề xử lý thằng bệnh hoạn này thì anh đã lái xe đưa nó về địa bàn rồi tra tấn dần. Hắn mặc dù bị bắt trói đánh cho thừa sống thiếu chết mà vẫn cười cợt như một thằng điên được. Thậm chí còn buông lời thách thức đại ca Giang, có giỏi thì cứ giết hắn. Ok ok, chú thích thì anh đây chiều.
Anh Giang tính cầm con dao phay lên chặt đứt đầu hắn luôn thì ông cảnh sát Dung lại lao xe vào. Anh ấy muốn xử hắn theo đúng pháp luật là ngồi tù. Hôm sau báo chí đưa tin nhờ vào vụ bắt cóc mà cảnh sát đã thu được bằng chứng quan trọng, nhờ đó mà đã bắt được tên giết người hàng loạt. Hiện nay hắn đang được điều trị vì bị thương nhẹ. Tin tức cũng nhắc đến máy chơi bạc đã trở thành vấn nạn xã hội dạo gần đây. Bên truy tố đã lần ra được xã hội đen đứng sau những quán game này và đang tiến hành truy nã đại ca Giang vì tội giao bán linh kiện trái phép. Tên Cang dù bị coi là sát nhân hàng loạt nhưng phía cảnh sát lại không có bằng chứng xác thực buộc tội hắn. Hắn còn ngông cuồng miêu tả lại cách dùng dao ra sao để nạn nhân nhanh chết. Ác quỷ thật sự chính là những tên tội phạm có bộ mặt lương thiện. Hắn ta phủ nhận không giết người và từng sử dụng con dao nào hết. Phía luật sư phải cho mời nhân chứng may mắn sống sót dưới lưỡi dao tàn ác của tên Cang. Người đó không ai khác chính là anh Giang. Anh ấy đã bất chấp việc mình đang bị truy nã mà vẫn ra hầu tòa để vạch mặt tên cầm thú kia. Nhưng bên biện hộ cho rằng không thể tin lời một tên trùm xã hội đen khét tiếng được. Anh Giang lập tức cởi áo khoe cơ bắp, à nhầm, khoe vết thương do bị dao đâm. Anh tỉ mỉ kể lại từng chi tiết trong vụ tối hôm va chạm với tên sát nhân ra sao trước tòa. Ngoài ra trên ngực của hắn cũng có vết thương do anh Giang đâm vào đêm ấy. Kèm với mẩu giấy tên Cang đưa cho tên đàn em ở đám tang cũng có thể phân tích mẫu chữ. Chứng cứ đã giành giành tên sát nhân phải chịu mức án cao nhất là tử hình, còn anh Giang thì cũng đã bị bắt. Anh Giang vào tù mà được chào đón cứ như là tổng thống ấy anh em ạ. Anh đã ngầm thỏa thuận với cảnh sát Dung hãy nhốt mình chung với tên đàn em của trùm xã hội đen heo đã chết. Khỏi phải nói nợ cũ phải trả cho bằng hết chứ, thế mới là phong cách của đại ca nha. Nói chung bộ phim này để xem giải trí thì cũng tạm được. Nếu có thêm nhiều cảnh máu me giết người của tên sát nhân hơn nữa thì sẽ đặc sắc hơn. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.